Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube Channel. Kính thưa quý vị, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về vị thuốc Hoài Sơn. Tôi xin giới thiệu với quý vị vị thuốc Hoài Sơn. Vị thuốc thứ ba là Hoài Sơn. Đây là một dược liệu quý trong bài thuốc Chi Bá Địa Hoàng Hoàn. Hôm trước chúng tôi đã giới thiệu bài thuốc Chi Bá Địa Hoàng Hoàn. Đây là thang thuốc Chi Bá Địa Hoàng Hoàn đây. Hoài Sơn còn gọi là sơn dược hay là củ mài, tên tiếng Anh là Dioscore, còn tên tiếng Pháp là Dioscorée, và tên tiếng Nga là Dioscoreia, và tên tiếng Trung là Hoài Sơn, tức là Hoài Sơn. Còn tên tiếng Nhật là Yamuimo. Tên khoa học của nó là Dioscorea facsimilis Fren e Bukil. Còn tên dược của nó là Rhizoma Dioscorea. Củ Hoài Sơn là dược liệu quý được dùng trong nhiều bài thuốc và món ăn điều trị chứng suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể, ăn uống kém, di tinh, bạch đới, thận hư và viêm phế quản mãn tính. Ngoài ra, vị thuốc này còn có tác dụng bồi bổ sức khỏe và phục hồi thể trạng sau khi ốm dậy. Chúng được tìm thấy nhiều ở vùng Nam Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Myanmar và cả ở vùng Himalaya gồm Nepal, Sikkim, Bhutan, Assam. Ở Việt Nam, cây mọc hoang ở khắp những vùng rừng núi. Trước đây, giữa các vụ thu hoạch, nhân dân vẫn đi đào củ mài để ăn chống đói. Nhiều nhất tại các tỉnh Hà Bắc, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Hiện nay ta đã bắt đầu trồng củ mài để chế Hoài Sơn. Vì nếu chỉ trông vào cây mọc hoang thì cái công đi tìm đào rất là cao. Thành phần hóa học ngoài 63,25% là tinh bột thì trong Hoài Sơn, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã lấy ra chất mucin là một protein nhớt, allantoin, các axit amin, arginin, choline và men maltase. Men này có khả năng thủy phân đường rất lớn, hồi phục chức năng co bóp, nhu động ruột để tăng hấp thụ và chuyển hóa đường. Gần đây người ta có tìm thấy trong một số giống Dioscorea chất saponin có nhân sterol. Tác dụng dược lý chất mucin hòa tan trong nước trong điều kiện axit loãng và nhiệt độ.
phân giải thành chất protein và hydrat carbon, có tính chất bổ. Ở nhiệt độ 45 đến 55 độ C, khả năng thủy phân chất đường của men trong hoài sơn rất cao. Trong axit loãng trong 3 giờ có thể tiêu hóa 5 lần trọng lượng đường. Phân tích theo đông y, hoài sơn vị ngọt, tính ôn vào các kinh phế, tỳ, vị, thận để chữa tỳ vị hư nhược, thiếu máu, ăn uống kém tiêu hóa, viêm ruột kinh niên, tiêu chảy lâu ngày không khỏi, phổi yếu, ho, sinh tân dịch, tăng thể lực, sinh cơ bắp, nước miếng, bổ thận, chữa di tinh, đáy đường, bạch đới, chống khát nước, đổ mồ hôi trộm. Rễ củ chứa nhiều hạt tinh bột. Rễ là một vị thuốc trong đông y, trị kém ăn, tiêu chảy lâu ngày, phế hư, ho suyễn, di tinh, đối hạ, tiêu khát, giúp làm giảm sự thèm ăn bột đường cho người bệnh tiểu đường. Nguyên do là củ mài có hàm lượng tinh bột rất cao, gần bằng gạo, và chứa protein mucin có tác dụng thủy phân tinh bột thành đường. Hiện nay cơ sở vật chất công nghiệp đấy có khả năng sử dụng men mucin ở nhiệt độ dưới 55 độ bách phân, giới hạn tồn tại của men, để sản xuất dạng bánh dùng cho người bệnh tiểu đường mà không cần chế biến. Người dùng có thể tự chế biến loại bánh này bằng cách rang khô bột củ mài tán mịn và ăn kèm với nước sắc của cỏ ngọt, tức là cái loại cỏ có tên tiếng Anh là Stevia ribodiana này. Liều dùng, lượng thường dùng là từ 10 đến 30 gram. Hoặc nếu ở dạng bột thì là từ 6 đến 10 gram. Công dụng, tỳ và vị kém, biểu hiện như là kém ăn, ỉa chảy và mệt mỏi. Dùng phối hợp với nhân sâm, bạch chuột và phục linh dưới dạng sâm linh bạch chuột hoàn. Thấp nặng do tỳ kém, biểu hiện như là khí hư, hơi đục trắng và loãng và mệt mỏi đấy, thì dùng phối hợp hoài sơn với bạch chuột, phục linh và khiếm thực. Còn do thận kém, biểu hiện như là khí hư và đau lưng dưới, thì dùng phối hợp hoài sơn với sơn thủ du và thỏ ti tử. Thấp nặng chuyển thành nhiệt, biểu hiện như là khí hư vàng, thì dùng phối hợp hoài sơn với hoàng bá và sa tiền tử. Đái tháo đường, biểu hiện như là rất khát, uống nhiều, ăn nhiều, đi tiểu nhiều và mệt mỏi, thì dùng phối hợp hoài sơn với hoàng kỳ, thiên hoa phấn, sinh địa hoàng và cát căn. Trường hợp mộng tinh do thận suy thì dùng phối hợp hoài sơn với sơn thủ du và sinh địa hoàng dưới dạng lục vị địa hoàng hoàn. Hay đi tiểu do thận suy thì dùng phối hợp hoài sơn với ích trí nhân và tang phiêu tiêu. Ho mạn tính do phế suy thì dùng phối hợp hoài sơn với sa sâm, mạch đông và ngũ vị tử. Chúng tôi giới thiệu thêm một số món ăn từ hoài sơn. Canh hoài sơn với sườn lợn, tác dụng bổ tỳ, kiện vị. Hoài sơn 300 gram, xương sườn lợn 300 gram, một nửa bắp ngô ngọt, một củ gừng, một chút hành hoa. Xương sườn rửa sạch, gừng thái sợi thành miếng mỏng
rồi cho vào nồi nước ninh khoảng 15 phút. Hoài Sơn rửa sạch gọt vỏ, vì Hoài Sơn có nhớt và để lâu sẽ bị thâm, nên gọt xong nên cho vào nồi nước dùng luôn. Ướp nhanh muối, gia vị và một chút gừng cho ngấm, rồi cho vào nồi nước dùng ninh tiếp khoảng 20 phút. Sau đó nêm gia vị, cho chút hành lá cho thơm. Khi Hoài Sơn chín mềm, bở là được. Canh Hoài Sơn thưởng thức như món súp khai vị hoặc ăn cùng cơm đều rất ngon. Món rượu Hoài Sơn tác dụng giảm đau, ổn định thần kinh, giải độc, hồi xuân và cường tinh. Hoài Sơn 400g, đường 500g, rượu trắng 3 lít, cho vào bình để vào chỗ mát 1 tháng, chất thuốc ra hết. Lúc đó mỗi ngày uống sáng chiều trước khi ăn cơm 1 ly nhỏ. Cháo Hoài Sơn tươi tác dụng bổ khí huyết, khỏe tỳ vị, dưỡng tâm. Người yếu tỳ vị, tiêu hóa kém, hay giật mình, hay ra mồ hôi trộm, vị cháo này thì phối hợp với người già yếu, khí huyết không thông, kém dinh dưỡng, người gầy yếu. Hoài Sơn tươi 100g, còn nếu là khô thì 45g. Bột mì 100g, hành, gừng, đường. Rửa sạch Hoài Sơn, gọt vỏ, giã nhỏ hay là mài vụn. Sau đó cho tất cả vật liệu, nước vừa đủ, nấu vừa chín thành cháo. Ăn lúc đói, có thể nấu chung với gạo thành cháo, thêm đại táo, là táo đen khô đấy, bỏ hột. Rồi Hoài Sơn nấu canh chung với kỳ tử, tác dụng dưỡng âm, ích khí. Rồi món Hoài Sơn nấu chung với thịt lợn, bổ cho người yếu mệt, mới đau ốm dậy. Sau đây là các bài thuốc cổ truyền có vị Hoài Sơn. Bài thuốc thứ nhất, trị chứng tiêu chảy kéo dài do tỳ hư. Trong cái bài thuốc này lại có bài thứ nhất là dùng bạch chuột, đẳng sâm, trích cam thảo, sơn dược và bạch linh, mỗi vị 80g, chân bì 30g, sa nhân, liên nhục, ý dĩ nhân và các cánh, mỗi vị 40g, sao biển đậu 60g. Đem các vị này tán thành bột mịn, trộn đều, mỗi lần dùng từ 8 đến 12g, uống với nước sôi để nguội. Nếu dùng cho trẻ em thì nên gia giảm liều lượng. Hay là dùng bài thuốc thứ hai là ý dĩ nhân 10g, sơn dược 15g và một gan gà cắt nhỏ. Đem các dược liệu tán thành bột mịn, sau đó trộn với gan gà, thêm ít giấm và đem hấp cơm, chia thành 2 lần ăn sáng và tối. Bài thuốc thứ ba là gạo tẻ 50 đến 100g và Hoài Sơn từ 40 đến 80g. Đem gạo tẻ xao lên hơi vàng một chút, sau đó cho dược liệu vào sắc uống. Hoặc là bài thuốc thứ tư là sa nhân, trần bì, mỗi vị 20g, Hoài Sơn, ý dĩ nhân và bạch biển đậu đều sao mỗi vị 200g. Liên nhục, bỏ tim sen đi, bỏ đi hả? Và cúc nha, mỗi vị 100g, nhục đậu khấu 30g. Đem sa nhân, trần bì và nhục đậu khấu sắc lấy nước. Còn các vị còn lại thì tán bột mịn và hòa với nước
sắc uống cùng với một ít mật. Xin cảm ơn chị Việt Nga. Lâu lắm bây giờ mới gặp được chị. Và còn phương thuốc thứ hai là trị chứng viêm phế quản mãn tính. Thì bài thuốc thứ nhất là thổ quý mẫu, trích cam thảo và bắc hạnh nhân, mỗi vị 10 gram. Bách hợp, bạch môn và phục linh, mỗi vị 12 gram. Đảng sâm và sơn dược, mỗi vị 16 gram. Đem các vị sắc lấy nước uống. Và bài thứ hai là sơn dược sống 100 đến 200 gram, sắc lấy nước uống thay trà. Bài thuốc thứ ba trị chứng bạch đới ở nữ giới và di tinh ở nam giới. Cam thảo 4 gram, ngũ vị tử và viễn trí mỗi thứ 6 gram. Đẳng sâm, hoài sơn, kim anh, táo nhân, bạch chuột, khiếm thực và phục linh, mỗi vị 12 gram, sắc lên uống, mỗi ngày dùng một thang. Bài 4 trị tiểu đường. Thì trong này cũng có mấy vị thuốc, mấy bài thuốc khác nhau. Thứ nhất là bài thiên hoa phấn 12 gram, hoài sơn 20 gram, hoàng kỳ 16 gram, ngũ vị tử 6 gram, kê nội kim 8 gram. Đem các vị này sắc lấy nước uống. Hoặc dùng bài thứ hai là chi mẫu, cát căn, hoàng kỳ và hoa phấn, mỗi vị 12 gram, ngũ vị tử 6 gram, kê nội kim 8 gram, hoài sơn 24 gram. Đem sắc uống ngày một thang. Và bài thứ ba là thiên hoa phấn, phúc bồn tử và mạch môn, mỗi vị 12 gram, hoài sơn 30 gram. Cũng đem sắc lên lấy nước uống. Bài thuốc thứ năm là canh hoài sơn sườn lợn, giúp bồi bổ sức khỏe và bổ tỳ kiện vị. Sườn lợn 300 gram, hoài sơn 300 gram, gừng, hành và gia vị. Đem hoài sơn rửa sạch, gọt vỏ và cho vào nồi, thêm sườn lợn và gia vị vào hầm trong 20 phút. Dùng canh ăn khi nóng, ăn thường xuyên để cải thiện chức năng tỳ vị. Bài thuốc thứ 6 là rượu hoài sơn, giúp cường tinh, hồi xuân, giảm đau và ổn định thần kinh. Rượu trắng 3 lít, đường 500 gram và hoài sơn 400 gram, ngâm ở nơi thoáng mát trong vòng 1 tháng. Đấy, mỗi lần dùng một ly nhỏ trước khi ăn cơm, ngày dùng 2 lần sáng và chiều. Bài thuốc thứ 7 là cháo hoài sơn, trị tiêu hóa kém, rau mồ hôi trộn, ích khí và dưỡng tâm. Bột mì 100 gram, hoài sơn tươi 100 gram, hành, đường, gừng. Đem hoài sơn rửa sạch, gọt vỏ và mài vụn. Sau đó cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm nước và nấu chín thành cháo. Ăn khi bụng đói. Bài thứ 8, trị chứng tăng cholesterol máu. Đơn bì, trạch tả và phục linh, mỗi vị 8 gram. Sơn thù và hoài sơn, mỗi vị 10 gram. Thục địa 20 gram. Đem các vị sắc lấy nước uống. Bài thứ 9, bổ can thận. Đơn bì 8 gram, phục linh 8 gram, thục địa 20 gram, hoài sơn 10 gram, trạch tả 8 gram và sơn thù 10 gram. Cho các vị tán thành bột mịn, sau đó luyện với mật làm thành hoàn. Mỗi lần dùng 8 đến 12 gram, uống với nước sôi. Nước sôi để nguội đấy, và thêm một ít muối. Ngày uống 2 đến 3 lần. Hoặc là có thể dùng nước sắc uống hàng ngày cũng được. Bài thuốc thứ 10, trị chứng tiểu đêm. Ích trí nhân, ô dược và hoài sơn,
bằng lượng nhau đấy, tán thành bột mịn, sau đó làm thành hoàn. Mỗi lần dùng từ 8 đến 12 gram, ngày dùng từ 2 đến 3 lần. Bài thuốc thứ 11, trị chứng tiêu chảy do tỳ hư, gồm ô mai, trần bì, mộc hương, tiểu hồi và can khương, mỗi vị 6 gram. Hoài sơn, ích trí nhân và kha tử nhục đấy, mỗi vị 12 gram. Đem các vị tán thành bột làm hoàn, mỗi lần dùng từ 4 đến 8 gram, ngày dùng 2 lần. Bài thứ 12, trị huyết áp cao gây mờ mắt do can thận huyết kém, gồm kỳ tử, sơn thù, trạch tà, bạch linh, cúc hoa và đơn bì, mỗi vị 12 gram. Hoài sơn 16 gram và thục địa 20 gram. Bài thuốc thứ 13, trị thận hư gây đau lưng, gồm đỗ trọng 12 gram, ngưu tất 12 gram, thỏ ti tử 12 gram, hoài sơn 12 gram, nhục thông dung 12 gram, cưu kỳ tử 16 gram, sơn thù 12 gram và sinh địa 16 gram. Bài thuốc thứ 14 là trị chứng tiểu nhiều lần, đau lưng, di tinh, liệt dương, thận hư, gồm thục địa, sung ý tử, mỗi vị 80 gram, hoài sơn 60 gram, trạch tà, ngũ vị tử, thỏ ti tử và tế tân, mỗi vị 40 gram. Bài thuốc thứ 15, trị chứng tả lị lâu ngày, gồm kim anh tử 30 gram, ra thêm hoài sơn, bạch chuột, bạch linh và đảng sâm, mỗi thứ một ít, thêm sắc uống. Bài thuốc thứ 16, trị phong thấp, cước khí, phù chân, phù tay, gồm sơn thù nhục 8 gram, hoài sơn 16 gram, ba kích 12 gram, xuyên tục đoạn 12 gram, đỗ trọng 12 gram, tang ký sinh 12 gram, ngưu tất 12 gram. Đem các vị sắc lấy nước uống. Bài thuốc thứ 17, trị xích bạch đới, gồm mẫu lệ, hải phiêu tiêu, long cốt và thiền thảo, mỗi vị 12 gram, hoài sơn 20 gram. Bài thuốc thứ 18, cải thiện tình trạng gầy yếu ở trẻ nhỏ, gồm phục linh 45 gram, hoài sơn 60 gram, sơn tra 45 gram, bạch biển đậu 45 gram, cam thảo 20 gram, hoàng liên 20 gram, sử quân tử 30 gram, đương quy 45 gram, thần khúc 45 gram, trần bì 30 gram và bạch chuột 30 gram. Bài thuốc thứ 19, trị suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ kèm tiêu chảy, thì mạch nha 100 gram, ý dĩ 100 gram, đảng sâm 50 gram, hoài sơn 100 gram. Hoài sơn rất dễ mua, nó là củ mài đấy, nên là rất là dễ mua. Xin nói lại, tức là đối với trẻ suy dinh dưỡng kèm tiêu chảy đấy, thì mạch cha mạch nha 100 gram này, ý dĩ 100 gram, đảng sâm 50 gram, hoài sơn 100 gram, vỏ quýt 25 gram, đinh lan 25 gram, bạch chuột 50 gram, sao vàng nghiền thành bột mịn, thêm ít nước làm thành viên, mỗi lần dùng từ 8 đến 12 gram. Bài thuốc thứ 20, giúp nhuận phế trừ ho, thì là ngay hoài sơn sống đấy, thì lấy liều lượng vừa đủ đem sắc và uống thay nước trà hàng ngày. Bài thuốc 21, trị bệnh đái tháo đường, thì mua tụy của con lợn, tụy lợn một cái và hoài sơn 60 gram, cắt nguyên liệu thành miếng vừa ăn, sau đó đem hầm cho nhừ, thêm gia vị vào và ăn khi nóng. Bài thuốc thứ 22, trị chứng phong thấp miễn vững, tức là chóng mặt đấy, hoa mắt chóng mặt đấy, thì thần khúc 250 gram, hoài sơn 250 gram, tất cả đem ngâm với rượu 1 lít trong 15 ngày và uống trước khi ăn, mỗi lần một ly nhỏ. Bài thuốc thứ 23, bồi dưỡng cơ thể sau khi ốm dậy đấy, thì vừng đen 120 gram, hoài sơn 15 gram, gạo tẻ 30 gram,
đường phèn 100g, sữa bò 200g, đường đỏ 20g. Đem gạo và vừng rang lên cho chín, sau đó nghiền nhỏ, quấy vào với nước, lọc lấy nước trong, sau đó trộn với sữa bò và đường phèn. Sau đó hoài sơn đem thái nhỏ, rồi cho vào cùng với các nguyên liệu đấy, đun sôi lên cho chín, ăn trong ngày. Bài thuốc thứ 24 trị chứng suy dinh dưỡng, gồm đường trắng 20g, lòng đỏ trứng gà 1 cái, hoài sơn 20g, biển đậu 10g và gạo 50g. À, chúng ta chưa có nấu tiền cho nó chín là ăn, thêm đường vào ăn dễ ăn. Bài thuốc thứ 25 là trị chứng mệt mỏi, đuối sức, miệng khát và phiền táo, thì khoai sọ 200g, hoài sơn và gạo mỗi vị 50g, nấu cháo lên ăn hàng ngày. Bài thuốc thứ 26 trị ăn uống khó tiêu, mệt mỏi toàn thân, tỳ vị hư, tiêu chảy, thì ý dĩ và hoài sơn mỗi vị 30g. Hôm nay thời tiết thay đổi cho nên là hai vị ho, hay hát hơi. Thế là ấn hai cái hiệp này là thì, trường hợp này thì ta lấy ý dĩ phải sơn mỗi vị 30g, gạo tẻ 50-100g, đại táo 10 quả, hạt sen, bỏ tim sen đi, 15g, đem nấu cháo, sau đó nêm thêm gia vị và ăn khi đói. Bài thuốc thứ 27 bỏ huyết, bổ huyết và trị suy nhược ở người cao tuổi. Đó, người cao tuổi thì rất cần thiết bài này đây, vừa bổ huyết mà vừa trị suy nhược. Lõi huyết giáp, dễ hà thủ ô, hoài sơn, đỗ đen, sao cháy, đỗ đen thì sao cháy mà, và quả tơ hồng mỗi vị 100g, gạo nếp rang 10g, lá ngải cứu 20g, hạt vừng đen 30g và muối rang 5g. Đem các vị đó tán thành bột mịn, trộn với mật làm thành viên. Mỗi ngày dùng từ 10 đến 20g. Bài thuốc thứ 28 trị bệnh tiểu đường và sỏi mật thì rất đơn giản, lá lách lợn 1 cái, ý dĩ 120g và hoài sơn 60g. Nấu cháo ăn trong ngày. Bài thuốc thứ 29 trị tỳ vị hư nhược, chán ăn, ăn kém, chậm tiêu thì xin tiêu 20-30g, hoài sơn 100g, đường trắng 30g, gạo nếp 1 ký, khiếm thực 100g. Trước hết đem gạo ngâm trong một đêm, sau đó vo sạch để khô, rang cho chín và tán bột. Sau đó các vị còn lại đem sao qua lên cũng tán bột và trộn đều lên. Mỗi lần chúng ta lấy 30-50g bột, lấy cái thìa cà phê đấy xúc lên cái bột, pha với nước sôi và đường trắng. Nói tóm lại là hoài sơn quá bổ, phải không ạ? Cho nên là nên chú ý một điều là các vị trung niên và người già mà bị béo phì không nên dùng nó. Và một vấn đề nữa là trên thị trường cũng tồn tại nhiều loại củ mài, tức là hoài sơn ấy, giả. Nó làm từ củ sắn, người ta lấy củ sắn non làm. Điểm khác nhau giữa củ mài thật và củ mài giả là sắn non ấy, củ sắn non ấy, là củ mài thật thì không có sơ, trong khi đó củ sắn dù là non vẫn có sơ. Nên ăn thấy có sơ thì biết ngay là nó là củ sắn chứ không phải là củ mài. Đó. Cảm ơn tất cả quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt.